Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn giải chi tiết cũng như là phát triển đề thi trung học phổ thông quốc gia và đề tham khảo năm 2020. Chúng ta cùng nhau đến với câu 11 là một câu liên quan đến nguyên hàm. Đề hỏi như sau. Tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng cos x cộng 6x là để làm tốt câu này thì chúng ta còn chọn thuộc bài là đầu tiên ha, hiểu được lý thuyết thuộc bài. Nguyên hàm của cos thì ra là sin nha, nguyên hàm của cos thì ra là sin nha, được không? Tiếp theo là cộng 6 viết lại, nguyên hàm của x là x mũ 2 chia 2. Nguyên hàm của x mũ alpha bằng x mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1 cộng c. Và thầy có thể rút gọn nó là sin x cộng 3x bình cộng c. Đáp án là câu A. Được không? Câu như thế này chúng ta có thể dùng chức năng của máy tính là cool nha. Chúng ta lấy cái đề côn và lấy cái đáp án đạo hàm. Máy tính để radian giúp thầy nha. Thầy lấy cái đề côn nè. Cos alpha x cộng 6 alpha x côn côn 3 côn 3. Đề kết quả là 17.01. Giờ lấy đáp án đạo hàm nha. Shift D chia DX. Đáp án là câu A là sin alpha x cộng 3 alpha x bình tại 3. Đấy, nó ra kết quả giống nhau, được không? Lấy cái đề cool để đáp án đạo hàm, được chưa? Khi nào bạn không biết làm thì hãy bấm máy tính nhé. Tại vì biết làm lý thuyết thì nó cũng có nhiều tác dụng. Rồi tiếp theo, họ nguyên hàm của em mũ x cộng x. Nguyên hàm của em mũ x là em mũ x, được không? Còn nguyên hàm của x là x bình chia 2. Đáp án là câu C, được không? Rồi tiếp tục, họ nguyên hàm của x cộng 2 mũ x. Nguyên hàm của x là x bình chia 2. Đây là nguyên hàm của 2 mũ x thì bằng 2 mũ x chia log nền b của 2. Đáp án là câu B. Ok nha. sin cos thì hay nhầm nè. Nguyên hàm của sin thì bằng trừ cos, nguyên hàm của cos thì bằng sin, được không? Nguyên hàm của sin thì bằng trừ cos, có hai câu. Nguyên hàm của cos thì bằng sin, như vậy đó là câu A. Ổn không? Ổn chưa? Rồi tiếp theo là một câu ứng dụng. Biết fx là một nguyên hàm của hàm số fx bằng 1 phần x cộng 2 thọ mạng f trừ 3 bằng 1 tính f0. Câu này bị lỗi đề rồi nhé. Câu này bị lỗi đề. Cái vấn đề là x của mình nó phải khác gì? X của mình nó phải khác trừ 2, được không? Ngay chỗ trừ 2 nó không tính được. Mà cái tích phân của mình là đi từ trừ 3 đến 0. Trừ 3 đến 0 thì không thể nào tính được đâu, được không? Tại vì nó có trừ 2 ở giữa rồi. Hình dung được không? Câu này lỗi đề nhé. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của câu 11.5. 11.5 có nội dung như sau. Cho fx là một nguyên hàm của hàm số thỏa mãn, tìm fx. Rồi chúng ta có tính nguyên hàm thôi, nếu là bình thường có tính nguyên hàm. Câu 11.5. F lớn x. Nguyên hàm của em mũ x là em mũ x, được không? Số 2 viết lại, nguyên hàm của x là x mũ 2 chia 2, rút gọn số 2 này đi. Ổn không? Cộng với C, được không? Đề nó cho là f của 0 bằng 3 phần 2 tương đương
x thì thay bằng số 0, y mũ 0 cộng với 0 bình cộng c bằng 3/2. Y mũ 0 là 1, 0 bình là 0 cộng c bằng 3/2 tương đương c bằng 3/2 trừ 1 là 1/2. Được không? C là 1/2 nhé. C là 1/2 và đáp án của câu 11.5 là câu C. Được không? Tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu 11.6. Là 11.6 thì nội dung ý tưởng tương tự câu 11.5 thôi. 11.6. Bây giờ tính nguyên hàm nhé, F lớn. Nguyên hàm của sin thì ra là trừ cos nha, nhớ nha, nguyên hàm của sin ra trừ cos. Nguyên hàm của một phần cos bình thì là tan. Và nhớ cộng thêm c, được không? Đề nó cho là f của pi chia 4 bằng căn 2 chia 2 tương đương trừ cos của pi chia 4 cộng tan của pi chia 4. Và gì nữa? Rồi cộng c bằng căn 2 chia 2 tương đương trừ cos của pi chia 4 thì ra là căn 2 chia 2, tan pi chia 4 thì ra là 1 cộng với c bằng căn 2 chia 2 tương đương c bằng chuyển qua một bên, lấy máy tính bấm nhé. Căn 2 chia 2 cộng căn 2 chia 2 thì ra căn 2, căn 2 trừ 1. C là căn 2 trừ 1 nhé. Trừ cos tan căn 2 trừ 1. Đáp án của câu 11.6 là câu D. Được không? Tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu 11.7. 11.7 là cũng là tìm hỏi nguyên hàm thôi. Fx của chúng ta là 2x cộng với sin x cộng 2 cos x. Đây. Fx bằng 2x cộng sin x cộng 2 cos x. Giờ tính nguyên hàm nhé. Nguyên hàm của x là x bình chia 2, rút gọn số 2 là còn x bình. Nguyên hàm của sin là trừ cos. Nguyên hàm của cos thì bằng sin số 2 viết lại cộng với c. Giờ muốn tìm c thì người ta sẽ cho bạn một điều kiện nữa. Đó là F0 bằng 1 tương đương 0 vô đây là 0, được không? Trừ cos 0. Này là sin x, đúng rồi. Trừ cos 0 cộng với 2 sin 0 cộng c bằng 1, được không? Cos 0 thì ra là 1, đây là trừ 1. Sin 0 thì ra là 0 cộng c bằng 1. Như vậy thì tương đương là c bằng 2 nhé. X bình trừ cos x cộng 2 sin x cộng 2. X bình trừ cos x cộng 2 sin x cộng 2. Đáp án là câu D. Được không? Rồi câu cuối cùng của cái phần nguyên hàm đó là câu 11.8. Câu 11.8 người ta cho bạn là f(x) bằng 1 trừ 4 sin 2x rồi f0 bằng 10. Yêu cầu bạn là tính f của pi chia 4. Được không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính nguyên hàm của thằng này nhé. Nguyên hàm của f' thì ra là f(x). Được không? Nguyên hàm của 1 là x trừ 4 viết lại. Nguyên hàm của sin thì ra là trừ cos, đúng không? Nguyên hàm của sin là ra trừ cos. Nhưng mà đây là cos a x cộng b thì phải chia thêm cho a là hệ số đứng trước x. Đúng không? Cộng với c. Đề nó cho là thầy rút gọn lại nha. X cộng 2 cos 2 x cộng c. F của 0 bằng 10 tương đương 0 vô đây là 0 rồi nè.
2 cos 0 cộng C bằng 10. Cos 0 thì ra là 1. Như vậy C sẽ bằng 8 ha, C bằng 8. Để yêu cầu mình là tính gì? Để yêu cầu mình là tính F của pi chia 4 ha, F pi chia 4 bằng nhiêu? F của pi chia 4 có nghĩa là chỗ nào có ít thì chúng ta thay vào pi chia 4 nha. Chỗ nào có ít thay bằng pi chia 4 là pi chia 4 này. Cộng với lại là 2 cos pi chia 4 mà nhân với 2 nữa, rút gọn đây là pi chia 2. Cộng với C. C là 8 đúng không? Bằng pi chia 4 viết lại nè. Đúng không? Cos của pi chia 2 thì ra là 0 và pi chia 4 cộng với 8. Kết quả là pi chia 4 cộng 8 nhé. Pi chia 4 cộng 8 đáp án là câu D. Được không? Như vậy một cái câu liên quan đến nguyên hàm đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn ở câu số 12, đó là câu liên quan đến số phút. Xin chào tất cả các bạn.